Chào cả nhà nha. Hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ với cả nhà một cái món ăn mà theo như Hạnh đó, là Hạnh nghĩ là không có cái món nào mà dễ làm mà làm nhanh như món này, mà ăn thì rất là ngon ha. Mình có thể ăn chung với lại cơm nè, hoặc là cháo trắng gì cũng đều rất là ngon. Đó là món tép rang đó cả nhà. Tép ở đây thì Hạnh dùng là tép gạo. Tép này là tép sông thiên nhiên đó cả nhà. Rất là ngon, ngọt thịt và rất là tốt cho sức khỏe nè. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ nó rất là thích cái món này luôn. Món này làm rất là nhanh, chừng 5 phút là mình đã có cái món tép rang rồi. Bây giờ thì mời cả nhà vào bếp nha. Chuẩn bị 300g tép nè cả nhà. Tép này là tép gạo, tép này là tép sông á cả nhà, tép thiên nhiên ha. Người ta đánh bắt được ở dưới sông á, rất là tốt luôn. Tép nó rất còn rất là tươi nè cả nhà, thấy không, nó trong dễ sợ luôn á. Thì để cho dễ ăn á, tại vì cái món này thì mấy đứa nhỏ nó khoái lắm, thì Hạnh sẽ bấm bỏ cái đầu và cái đuôi. Cái này thì tùy gia đình mình nha, mình cũng có thể cắt cái đầu một tí thôi cũng được, còn ở đây thì Hạnh đã bấm bỏ cái đầu và cái đuôi luôn để cho nó mềm dễ ăn á cả nhà. Và sau khi rửa sạch rồi thì sẽ để cho thật là ráo nước nè. Món này thì làm rất là đơn giản và nhanh gọn luôn cả nhà ơi. Mình chỉ cần chuẩn bị thêm một ít tỏi băm và gia vị như là đường, bột ngọt, hạt nêm là có thể có một cái món tép rang có thể ăn chung với cơm hoặc là cháo. Cho vào trong chảo một ít dầu ăn. Mình sẽ cho tỏi vào, mình phi thơm lên. Sau khi tỏi nó vàng thơm thì mình sẽ cho cái phần tép vào để mà mình xào săn tép lại. Mình xào tép với lửa lớn cho tép nó săn và nó không có bị ra nước nha cả nhà. Khi mình xào khoảng chừng 20 giây á, mình thấy cái phần tép nó đã săn lại rồi nè, nó chuyển cái màu trắng hồng rồi á, thì mình sẽ cho gia vị vô. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong này là nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh đường. Đối với cái món tép rang thì mình sẽ không có nêm nước mắm vào trong cái giai đoạn này nha cả nhà. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Tại vì nếu mình nêm nước mắm vào trong lúc này là cái tép của mình nó sẽ bị khai á, nó hăng cái mùi khai á, nó không có thơm cái con tép. Và mình sẽ xào lên cho nó tan gia vị. Tiếp theo là mình sẽ cho vào trong này khoảng chừng nửa muỗng cà phê muối. Và mình sẽ cho thêm một ít nước màu đường, khoảng chừng một muỗng cà phê, để cho cái phần tép của mình nó có cái màu hấp dẫn hơn. Bây giờ thì mình chỉ việc mình xào cho đến khi cái phần nước có trong cái tép này nè nó khô lại, và mình nêm gia vị cho vừa ăn với khẩu vị ăn của gia đình mình là được rồi nha cả nhà. Thường thì cái món này á, mình sẽ làm cho nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt á, nó sẽ rất là dễ ăn. Nếu như mình ăn cơm thì mình sẽ chuẩn bị thêm một cái tô canh gì đó đó, canh bầu, canh bí, canh rau hoặc là canh xương hầm. Còn nếu như mình ăn cháo trắng á thì mình sẽ nêm cho nó có cái vị mặn đậm hơn một tí thì nó sẽ phù hợp hơn. Đó, mình rim cho cái phần nước nó cạn lại như thế này là được rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp luôn nè. Mình đã cho cái phần tép rang ra dĩa rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ ăn chung với lại cơm nóng với lại canh. Hôm nay thì nhà Hạnh sẽ ăn với lại canh bí xanh. Đơn giản như vậy thôi cả nhà, nhưng mà rất là ngon ha. Mình cũng có thể ăn chung với lại cháo trắng nữa. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh bằng cách like video, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video đến người thân bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ăn ngon lạ hấp dẫn hơn nữa đến tất cả gia đình mình nha.
Mọi người cũng đừng quên ấn vào nút cái chuông để khi có clip mới thì YouTube sẽ thông báo nè. Và nhớ để lại cho Hạnh xin những cái góp ý để Hạnh hoàn thiện hơn ở những video sau nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà.